Chào các bạn nhé. Đây là bo một cái bo của một cái bếp từ đôi và nó chạy bo của hãng Cobersi này. Thì mình cũng trước đó thì mình cũng sửa một vài lần nó lỗi công suất rồi, nhưng mà mình không quay video nên cái video này mình sẽ sửa công suất của nó và mình sẽ quay quá trình cho mọi người tham khảo về sửa công suất của nó. Còn về bo này thì nó bị chết một bên, chết hàng năm rồi. Nên bây giờ bắt đầu khách mới sửa cái bên chết trên bên này nhá. Thì cái bo này mình nhận lại cùng bạn ở Hải Dương thôi. Thì bạn ấy chết và nó bị lổ. Đây là cho mọi người tham khảo này. Nó bị lổ một con điện trở thì ở đây này, con tụ ở đây này. Bạn ấy có thay con IGBT khác nhưng mà sau đó nó lại chết lại. Nên bạn ấy có cô lập nó đi để cho người sử dụng chỉ sử dụng bên này thôi. Và video này mình sẽ sửa nó là một. Và mình sẽ vẽ cho chúng ta tham khảo cái sơ đồ của cái khối driver của con này. Và trên nó sẽ chạy con IG, con driver nó có cái mã là Y100 nhá. Nó rất là bé. Đây, cố gắng cho mọi người lấy nét này, cho chúng ta hiểu về cái sơ đồ, cái đường mạch của nó. Mình cũng không có con IC này đâu, chỉ hy vọng là nó không chết thôi các bạn nhá. Và chúng sẽ biết chức năng chân của nó là như thế nào nhá. Và nó như thế nào ấy, nó có IC 5 chân này các bạn này. Trên thân nó ghi là 100TF nha mọi người nhá. Đó chính là con IC driver đấy. Nó bé lắm, mình không thể lấy nét cho chúng ta tham khảo được. Nên chúng ta sẽ biết chức năng chân nó như nào. Nhìn như này thì nó sẽ là chân 1, chân 2, chân 3, chân 4 và chân 6. Nó không có chân 5 nhá mọi người nhá. Và mình sẽ vẽ qua cho chúng ta tham khảo một chút nhá. Đó như này để nhìn rõ được luôn này. 100TF này mọi người nhá. Thì đó là bếp đôi mà. Và nói qua cho mọi người một chút về cái thiết kế của cái thằng box Cobersi này nhá. Chúng ta sẽ thấy này, nó không có đo CT gì à, nó là chỉ là bếp từ cộng hưởng chạy một van, gọi là một van thôi, tức là tụ cộng hưởng này, tụ lọc nguồn 300V này, nó chỉ như thế thôi. Và chúng ta sẽ thấy những cái mạch nguồn của chúng ta, những cái bếp từ thông dụng của chúng ta, bếp từ 1 ấy, thì là nó sẽ có điện trở xăn, nó dòng chảy là từ C sang E về âm 300V, nó phải đi qua điện trở xăn để nó cảm biến được cái dòng, để nó tiêu thụ, để nó thay đổi độ xung để duy trì ấy. Nhưng con này thì nó về mát luôn nhá, nó không có điện trở xăn là một này. Và nó cũng không có CT đo dòng gì hai. Do đó mà những cái bếp từ kia chúng ta sẽ thấy có một là có CT, hai là có điện trở xăn để đo dòng, nhưng riêng con này nó không có. Mà mình theo mình nhìn nhận ấy, thì cái con này ấy, là cái trên đường C sò này, nó sẽ có hai đường phản hồi riêng biệt nhau về hai chân khác nhau. Thì có khả năng nó lấy cái xung phản hồi đó để nó biết được dòng tiêu thụ như nào nhá mọi người nhá. Do đó là có rất nhiều kiểu thiết kế khác nhau, chúng ta sẽ thấy nó có hai đường cầu phân áp từ trên C sò này đi về hai chân khác nhau của con MSU này nhá mọi người nhá. Bên này hai đường, bên này hai đường này. Do đó mà chúng ta sẽ thấy có những cái thiết kế mà chúng ta phải cập nhật và chúng ta phải biết nhá mọi người nhá. Tóm lại là vẫn phải có phản hồi, nhưng cái phản hồi ở đây không phải sử dụng R xăn, không phải sử dụng quận CT đo dòng, mà nó sử dụng là cái phản hồi về cái xung điện áp. Tức là dòng tiêu thụ lớn thì cái xung nó khác so với dòng tiêu thụ nhỏ. Và MSU người nhà sản xuất họ tính toán được thay đổi cái độ dụng xung là như nào. Và đặc biệt là những cái bo bếp từ Cobersi này thì là cái độ dụng xung nó thay đổi rất ít. Thay đổi rất ít là như nào? Tức là có thể nó chỉ là 3 hoặc 4 lần 4 thôi. Tức là nó khi mà chạy thấp ấy, thì nó xung nó vẫn tăng lên, dòng vẫn ăn đạt đến tần 6A, 7A chẳng hạn, không lại nghỉ, sau lại tăng. Đó này là chúng ta để công suất thấp ấy, thì là cái thời gian phát xung nó nhỏ. Còn đâu thời gian phát xung nó ngắn chứ. Còn chúng ta để công suất cao thì thời gian phát xung nó lâu hơn các bạn nhá. Còn đâu cái độ rộng xung nó ăn dòng khi nó đã phát ấy, thì nó vẫn cao như vậy. Vậy cũng như lò vi sóng ấy, nó chỉ lò vi sóng loại cơ ấy, nó loại chạy biến áp sắt từ ấy, thì nó chỉ đúng một mức công suất thôi. Là khi nó phát sóng là công suất hơn 1000W ấy. Còn đâu ở mức công suất thấp ấy, thì là nó phát sóng thời gian ngắn, công suất cao hơn thời gian nhiều, còn công suất mắc thì phát sóng liên tục. Thì cái loại này thì cái thay đổi cái độ rộng xung nó chỉ được hình như chỉ được 4 hay là 3 lần thôi. 3 cái độ rộng xung thôi, tức là 3 là cái dòng ăn khác nhau thôi các bạn ạ. Do nó thiết kế theo kiểu này đấy. Và trên một số những bo bếp từ của EGO luôn mà nó chạy cũng một van, gọi là một van IGBT kéo một ôm từ ấy, thì nó cũng thiết kế như vậy nhá mọi người nhá. Và mình thấy là những cái bếp từ mà nó thiết kế như này ấy, thì mình thấy là nó không rõ là cái phần hiệu suất của nó như nào, nhưng mà hiệu suất của những cái chạy công nghệ lửa cầu của bếp từ Đức này, bếp từ châu Âu ấy, hoặc bếp từ nội địa Nhật chạy 200 ấy, là nó chạy là nó lạp xả qua tụ ấy, dòng sinh công đã tích lại trên con tụ sau lại phóng ngược lại, thì mình cảm giác cái bếp từ chạy lửa cầu ấy thì là cái hiệu suất nó cao hơn không? Cũng không rõ, bạn nào mà biết đo đạc thứ thì có thể tham khảo nhé. Còn đâu mình nhìn mạch thì mình đoán phán đoán hay thôi. Và cái phán đoán của mình là có thể nó đúng và có thể là sai các bạn nhé. Thôi quay trở lại để sửa nó thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn ấy, là bạn này thay con IGBT. Là đây lại nhìn cho mọi người nhìn IGBT của nó nhé.
cố gắng lấy nét này khó lắm mọi người ạ. Đèn pin đâu nhỉ? Nó chạy con IGBT là của Toshiba là 40RR21 đó, 40RR21 nhé. Bạn này đang thay bằng con 30N135 kìa. Thì điện áp chịu đựng ok nhưng mà nó đã lổ, nó nổ như vết hàn cả hai chân với nhau rồi các bạn ạ. Với con IGBT của thằng Toshiba này là 40RR21 thì chúng ta tra trên cho mã dataset có, nó là 40A 1350V, nhưng mà không thấy có nơi nào bán giá máy cả. Họ chỉ bán giá máy là con 40RR22. 40RR22 thì mình tra dataset không có, nên có một số bạn bình luận bảo là đó là con nhái của dòng Toshiba đó, của con này. Rồi là 40QR21, 40 cái dự nhiều lắm nhưng mà nó bán giã máy rất nhiều. Hiện tại nhà mình cũng đang có khoảng gần chục con là 40RR22 chứ không phải 21, thì mình cũng không dám lắp cho con này. Bởi ngày xưa mình mua con 40RR21 à 40RR22 của Toshiba đấy là mình lắp cho những cái nồi cơm IH chạy điện 220, cụ thể là trên những nồi Toshiba lắp chạy ngon lành luôn nhá. Còn nếu lắp trên bếp từ này, poster của nó à, chạy công suất lớn nhất của nó đến hàng 10A cao hơn ấy. Ở nồi IH thì nó tầm khoảng 6A đúng không? Thì có thể là nó sẽ chết. Nên do đó con này khả năng mình sẽ lắp con H30R1353 hoặc là con H40R1353 hoặc con là H40PR5 thì là nó là 40A 1350V nhá. Bởi vì hiện tại mình đang không có con IGBT Zin này. Còn IGBT Zin này thì trên thị trường có web linh kiện chất lượng và bán chính hãng là với giá là 39K nhá. Còn với những con H40PR5 ấy, thì bán chính hãng tận gần 100K cơ mọi người ạ. Nên do đó mà cái con này khả năng là chất lượng của nó cũng không tốt bằng những con H40PR5 hoặc là H40R1353 đâu. Mình thấy nó rẻ hơn mà mọi người nhé. Con này mình cảm giác dùng cho bếp từ thì hay hơn, à cho nồi IH hay hơn so với những kệ thôi, do thiết kế. Nhưng mà tóm lại là chúng ta mà kiếm được IGBT Zin bản của cái như này thì tốt lắm, bởi vì nhà sản xuất họ đã tính toán về cái độ rộng xung kích này, rồi các loại thế loại cái độ xung nó hợp với con IGBT này, nên chúng ta chỉ thay thế được con tương đương, mà chúng ta có thể kiếm những con tương đương mà nó ok hơn thì tốt, nhưng kiếm những con tương đương mà nó về dòng về áp thì ngon đấy, nhưng mà nó về cái lệnh kích cái thứ nó sai thì nó không bền nhé mọi người nhé. Nhưng mà khi sửa chữa thì chúng ta phải test thử để chúng ta lấy kinh nghiệm các bạn ạ. Nên con này có khả năng mình bảo rồi, mình sẽ lắp là con 40PR5 hoặc con 40R1353 nhé các bạn nhé. Còn bây giờ mình sẽ tháo ra để mình sẽ vẽ cho chúng ta tham khảo về cái mạch driver của nó đã. Mình sẽ đo đạc, mình đo bởi vì nó là mạch in hai lớp, hơi khó đo, hơi khó là ấy đấy các bạn ạ. Chúng ta biết về cái khối driver của nó đã một chút đã nhá. Mỏ hàn mình đang để 420 độ. Thiết của nó cũng không, nhiệt độ nóng chảy cũng không cao như thằng EGO các bạn ạ. Con này nó không hết ở phía dưới đấy. Ok. Đây mình cố tình quay cái đoạn này cho mọi người tham khảo mình tháo nó như thế nào. Tháo nó lâu lắm mọi người ạ. Và tháo phải có tính khéo léo không thì bị bong mạch. Đấy, tháo hết ngoài lay lay, các chân nó đều lung lay rồi là được. Cái này bạn này chỉ lắp để vào đây thôi chứ thực ra là nó cũng không hàn vào. Đấy, nó lắp không chặt, chết thì vứt đi. Ra tháo ra ok. Tháo ra mục đích cũng đo cái lỗi chở, à cái tụ ký sinh con này như nào xem hợp với con kia không các bạn ạ. cũng là lý do đấy. Và để vẽ tháo nó ra để đo xử lý cái này nó ok hơn đây cho mọi người nhìn khi nó lổ nhá.
con nổ này chết dễ chết IC rồi đây, vừa đó mình tháo ra như này để đo so sánh, tháo hết rồi để đo so sánh hai bên chân G này, C này, E này, G đi vào đây này, đẩy qua con 27 ohm để thấy chân này đấy nhá. Thì tại đây sẽ có một con tụ từ đây sang đây, ui nó bong quả chân luôn này. Ôi sao nó nổ cái gì nhỉ? Về chân E. Đây đúng rồi, về chân E thì như vậy là cái con này thì là con 103 rồi, con điện trở 103 khóa tĩnh rồi. Nhá, trở 1.03 hoặc 472 khóa tĩnh thôi. Các bạn ạ. Mọi nhìn thấy, mọi người nhìn thấy cái vết bóng bóng này nhá, long loang của hơi kim loại nó phụt ra nhá. Phát này là phát giết chết con IC này mất rồi nhá. Đây này. Bạn ấy có lắp con IGBT này. Đó. Nhá, và chúng ta sẽ xem này, nó là con IGBT đều. Nó lỗ lứt này. Có vết lứt nha, mình mọi người không nhìn nổi được cái camera của mình, nó lởm. Nó nứt hết và nó phụt ra từ bên trong ra. Đấy, chúng ta thấy là vết ố đấy, nó phụt ra từ bên trong ra và nó còn tạo hồ quang, nó phóng từ đây sang đây, nó tạo một lốt nhìn là lốt bị lỗ hàn đấy các bạn ạ. Đó là con IGBT này nó lỗ một phát tách đôi ra rồi. Nứt đây này, đây nhá, đập thử phát xem nó ra không nhá. Các bạn chờ mình chút này. Mình để xuống đây nhá, mình lấy nét phía dưới nhá. Mình lại có điện thoại. Nó nổ lứt rồi các bạn nhé. Đấy nó nổ lứt rồi. Nó là IGBT đẹp rồi. Đo G, C, E của nó thì đứt nổ hết ra rồi. Thì đây mình có ngồi, mình có soi đèn pin. Mình có vẽ được nó ra như này đây. Đây em để kiểu gì được cho mọi người nhìn được nhỉ. Đấy cũng rõ phết đấy chứ nhỉ các bạn. Trưa nắng hè, à quên trưa nắng thu. Buổi trưa trời nắng thu, nhìn đẹp ghê đây. Đấy, để nó tận như này nhá. Con này thì chân thân nó ghi ấy là 100TF hay là Y00TF thì mình cũng không rõ. Tra data set nó không có đâu. Cái video này thì chúng ta sẽ xem tham khảo bức chức năng chân của nó, thì bạn nào có thể độ chế một con khác xem có được không nhá, mọi người nhá. Và mình cũng nói luôn đây là cái con này mình đo qua thì nó chết rồi. Mình đo so sánh, tí nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người để làm sao biết được nó chết khi mà các bạn sử công suất ấy. Thì chúng ta sẽ thấy ấy, là khi chúng ta ấn on bếp nhá, thì là cái mạch này nó sẽ mở con chan, con mạch con một chân của vi xử lý nó đưa lạnh ra, nó mở con chan này. Con chan này sẽ cấp một cái nguồn là 20V, chúng ta cứ giả sử 20V, khi không tải nó lên cao hơn nhá. Cấp nguồn cái 20V đấy. Đi đến chân C con chan to này. Có điện áp phân áp từ chân C và cực B được ghi map 7DZ nhá. Mọi người nhá, ở cái cụm đấy ấy. Sau đó chân E ta sẽ thu được một cái điện áp là rơi vào 12V, bởi vì nó tràn qua con DZ, cực B nó tràn qua DZ rồi lại tràn qua một con diode 4148 nữa. À xuôi qua con diode 4148 nữa để loại bỏ cái mối nối loại bỏ 0.7V trên mối nối xe. Tóm lại là nó như là một con DZ là 12.6V. Thì chân E ta sẽ thu được một cái điện áp là 12V. Đây là một dạng mạch ổn áp thuần tính và được lọc trên con tụ này này. Thì cái nguồn 12V đấy nó sẽ đi tới chân số 1 là chân VCC của con IC này. Nó đi tới chân số 1 này, tương đương nó cũng đến chân số 1 con này. Nó có con tụ SMD lọc nguồn cho hai con chân số 1 đấy nhá. Các bạn nhá, đo song song nhau hết. Như vậy là cái mạch driver của cái con này nó chỉ chạy nguồn 12V thôi. Do đó mà con IGBT này thì nó chỉ được mắc xung đỉnh là chỉ là 12V thôi, chứ không phải như 18V nhá. Cái đây là khá là quan trọng để chúng ta hiểu về cái mạch này nhá. Cụm này là cụm chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện này. 1, 2, 3 con này này. Đấy, mà con điện trở này để ghim cực B đấy. Và con DZ này, cái rắc này là cái rắc cắm quạt nhá. Đây rắc cắm hai cảm biến. Thì ở đây nó sẽ có con chan này và một con diode dập xung ngược của quạt nữa nhá, ở khu đấy. Thì như vậy là chúng ta đã biết được chân VC rồi nhá. Chân số 2 là chân GD nhá. Và chân số 3 đó chính là chân xung kích từ con vi xử lý này đưa ra. Con vi xử lý này đưa ra, nó sẽ đưa ra, nó là quản lý cho hai vùng, là vùng bên này và vùng này. Nó sẽ đi qua từ chân vi xử lý, mình không dò tới chân vi xử lý đâu, chúng ta sẽ hiểu bởi vì nó hỏng tới con này thôi mà. Nó sẽ đi qua con 2.1, đó là các chuỗi xung nhá.
nó có con tụ dập xung ở đây nữa, là điên chân in nhá. Tiếp theo này nó sẽ ra ở chân số ao, xung ra kích IGBT, nó chính là ở chân số 6 này nhá, 1 2 3 4 6, khuyết chân 5 nhá. Thì nó ra tại chân số 6 là ở vị trí này này, nó đi qua con 270 là 270 ohm nhá. 227 ohm chứ quên, 270 270 trên thân nó ghi thế, thì tương đương là bằng 27 nhân với 10 mũ 0. 10 mũ 0 chúng ta học thời ngày xưa học môn toán ấy, thì là nó chính là 10 mũ 0 nó chính là 1, tức là 27 nhân 1. 22 tức là cái số nào nhân với 1 thì là bằng số đấy nhá. Các bạn nhá, thì nó tương đương với nào chỉ là 27 ohm thôi chứ không phải là 270 ohm đâu. Và con điện trở bị nổ ở đây đó chính là con 103 nhá. 100% là 103 rồi. 103 là điện trở khóa tĩnh mọi người ạ. IGBT nó là 40RR21 40A 1350V của Toshiba nhá. Đấy, mạch của nó chỉ như vậy thôi. Nhưng nó có một cái chân này là chân mình đang đoán đó là chân bảo vệ điện áp thấp nhá. Đó là chính là cái chân số 4 này này. Cái chân số 4 này và cái chân số 4 của cái con IC bên này là được dính nhau. Và được điều tức là như nào? Tức là cái chân số 4 này, số 4 đâu nhỉ? Đây này, mình đang ký ở chân số A này, này thì nó dính nhau và nó được một cái cụm mạch điện tử này điều khiển. Chúng ta sẽ thấy có một con chan ở đây này. Con chan này thì chân C của nó được đấu với chân chân C này này, chân ngược đấy, chân C nhá, được đấu với chân 4. Đồng thời cái chân C này cũng đưa sang chân 4 con này nhá. Thì nó sẽ có một cái điện áp cao, điện áp 12V tại chân 1 này này, phân áp qua hai con 104, tức là hai con 100K đấu song song nhau, chính là con này và con này. Nó sẽ đặt một cái điện áp dương ở đây mọi người nhá. Nó đặt cái điện áp dương đây, nó có điện tụ điện này, điện trở dập mát này, và nó đi vào chân đấy. Thì tóm lại là như thế nào nhá. Rồi tiếp nữa này, tại cái chân VC này nó có một con DZ mình đo rồi, mình dùng cái máy test mình đo con DZ này, con DZ 10V nhá, nó đi kích vào cực B. Tóm lại là như này này, khi mà ở đây đủ 12V nhá, đây đủ 12V, có dòng tràn qua con DZ này, có cầu phân áp này đẩy vào cực B và phân áp về mát bởi 10K, 10K và 472, 4,7 nó làm hai con này nhá. Tóm lại là 10V, 12V thì tràn được qua 10V đặt vào cực B này, làm con này mở, con này mở sẽ kéo cái điện áp được phân áp qua hai con 100K đi vào xác lập vào hai chân này này. Thì coi như là tóm lại là cái chân này bị dập mát, thì là con IC này cho phép mạch hoạt động bình thường, ok, bởi vì là điện áp đã đủ 12V. Giả sử điện áp tới nó mà thấp, nó chỉ được có khoảng 9V thôi chẳng hạn nhá, mình giả sử nhá, thì không đủ dòng tràn, con này khóa điện áp tay đây, chân này không được dập mát nhá, có điện áp thế cao các bạn ạ, không được dập mát ấy, thì tương đương với con IC này sẽ khóa không cho chạy nhá. Nó thêm một cái chân chức năng như thế này nữa, và mình vẽ và mình thấy nó thế, và mình đính chính cho mọi người là chúng ta không tra được dataset nào đâu nhé. Thì cái con này thì giả sử các bạn mà chết nhá, thì các bạn biết chức năng được rồi, thì các bạn có thể, bạn nào mà đã làm biết chức năng rồi, các bạn có thể độ con N531 và xem có được không. Mình hôm nay thì mình không độ, mình biết nó chết rồi, nhưng mình có sẽ có bo xác mình nắp cho nó nên mình không độ. Nên bạn nào mà độ được con N531 chạy hay không chạy thì các bạn có lẽ sẽ bình luận cho mọi người tham khảo một bình luận nhá, để cho bạn nào mà gặp chiếc bo copper size này, chiếc công suất mà đo tham khảo một chiếc con IC này mà không có thì chúng ta có thử độ con L531 xem nó có chạy không. Thì mình cũng nói qua cho mọi người, L531 thì trên thị trường nó có hai loại, một loại là SMD này và một loại chân cắm nhá. Thì các bạn vào Google các bạn search là N531 SMD, tìm kiếm ở chế độ video ấy, thì các bạn sẽ tìm được một cái video mình đã sửa một cái biết từ, chả biết biết từ gì TK hay sao, hay biết từ gì là nó chạy con ICDW531, thì mình có sẽ nói cho mọi người chức năng chân của con đấy, chứ soi trên mạng nó không có đâu. Hoặc là các bạn tìm chữ L531 chữ video thì các bạn có thể tìm được cái video mình nói về con N531 chân cắm, thì nó sẽ như này nhá. Với con thực ra thì chân nó giống nhau hoàn toàn các bạn ạ. Một với chân SMD nhá, chân 1 là chân VC vào thì có thể là chúng ta sẽ đấu ở đây là chân C1. Mà nhìn thì nó lại giống nhau nhỉ? À không, khác khác các bạn ạ.
Chân 1 là chân VG vào, chân 2 thì nó không sử dụng nhá. Chân 2 bỏ trống. Chân 1 là chân VG là như chế chân cái này nó là chính là chân 12 nhá. Sau đó là chân ra là xung ao là chân 3. Đấy, chúng ta sẽ phải độ lại nhá, chứ không phải hàn một phát chân y này vào đây là chết, là không chạy đâu nhá mọi người nhá. Chúng ta biết chức năng chân để chúng ta thay đổi. Rồi chân số này, chân này thì là chân mát toàn mạch thì tương đối đó chính là chân 2 này. Tóm lại là con N531SMD thì nó có 5 chân nhưng mà chúng ta sẽ hiểu nó chỉ có 4 chân thôi. Đây là VGC, đây là chân ao. Chân ao chính là chân ao ra IGBT đấy. Đây là GND và đây là sung in thì tương đương với nó chính là cái chân 3 này nhá. Còn đối với con cắm ấy thì cũng y như thế. Chân 1 là chân ao. Chân 2 là chân VGC. Đó. Chân 3 là trông chân in vào, chính là chân in vào này, và chân 4 là chân GND. Tóm lại là chúng ta phải biết chức năng chân, và cái video này mình muốn xoáy về cho mọi người biết được chức năng chân của con 100TS này, và chúng ta biết được chức năng của nó. Chúng ta không tra vào dataset mà để chúng ta có thể thử độ xem được nó không nhá, thử độ được. Và bạn nào mà độ được ấy, thì được hay không được thì hãy bình luận cho mọi người tham khảo nhá. Bình luận ấy. Đây là cho mình cho mọi người cái hướng thôi chứ thực tế là đây này. Mình vừa mới lôi trong đống của mình có một cái bo xác này. Cái bo này là đo nó đang bị lỗi F5 mà nó chết con MSU này rồi. Và cái bo này nó có cái củ chuối ấy, là cái bo này nó hoàn toàn giống cái bo này nhá. Mình đang cảm giác là nó bị thợ đổi ấy. Đây là của bác khách, bác vứt mình lâu lắm rồi. Mình bảo là mình tiêm IC mà nhưng mà chưa thể mua được IC để thay. Tí nữa mình sửa được cái con này thì bắt đầu mình sẽ test thử là con IC này có được không trên cái bo này không. Nó hoàn toàn giống mọi người ạ, nhưng mà có điều cái bếp mình đang sửa ở đây thì là nó là một bên hồng ngoại là bên phần điều khiển khác, còn một chỉ là một bên từ đây. Do đó mà cái bo hiện tại các bạn đang nhìn thấy thì nhà sản xuất họ không nắp tụ này, không nắp tụ này, không nắp IGBT này. Nếu mà nắp chúng ta sẽ biết ở đây nhá, và nó sẽ phải có lót. Nên như con này nó phải có lót về hai này, nếu không lót thì là lưng của IGBT nó dính nhau thì là chạy một môn từ là kéo cả hai đấy nhá các bạn nhá. Tóm lại là bo thì hoàn toàn giống, nhưng nhà sản xuất đang khai thác là trên cái bếp mình đang sửa ở đây, bếp Loka ấy, là nó chỉ là kéo một mâm từ thôi, do đó nó bỏ trống bọn này. Nhưng khi trong quá trình sản xuất lắp ráp ấy là nó vẫn cứ SMD tất cả linh kiện đủ hết. Tóm lại bên này có một con IC rất ok nên mình đang có ý định là nhấc nó sang nhá. Mọi người nhá, nhấc nó sang bên bị lỗi này. Nó hoàn toàn giống luôn mà mọi người. Chúng ta sẽ thấy là IGBT này của cái cụm này này, nhưng mà thợ trước họ bảo S5 họ đã tháo hết rồi, họ đang lắp con 25N120 các bạn ạ. À, mình đã kiểm tra và con này đang báo F5 ở trên cái bo này. Trên cái này thì nguyên nhân ấy là mình đã kiểm tra là do con này nó lỗi. Con này lỗi nó không giao tiếp được nên con bị trên dẫn tới là F5. Nên mình có sửa được cái bo này ấy. Thì mình cũng thử kết nối cái bo điều khiển của nó. Cái bo điều khiển của cái bếp Loka này à, với cái bo này xem nó chạy được không. Nếu chạy được bắt đầu mình sẽ liên hệ với bạn thợ để kiếm con này và kiếm cả bo thay cho người ta. Người ta vẫn để bếp cực lâu rồi. Nhưng chúng ta sẽ thấy đó là mình sẽ lợi dụng được bọn driver này hoàn toàn linh kiện luôn để có thể sửa được cái bo bên này luôn, bởi vì đây là bộ phần thừa nhá, phần thừa của bên này các bạn ạ. Đấy, chúng ta sẽ thấy đôi khi là có những cái bo đây này, người ta thợ trước người ta còn làm cái như này luôn này, IC họ thay chân cắm họ ấy như này, họ làm không được, họ khách trả khách, thế là cuối cùng khách xem kênh khách gửi lâu rồi nhưng mình không có IC thay. Mình đã báo người ta là mình đã quay về con IC lỗi rồi, mình không làm gì nữa các bạn ạ. Nhưng tóm lại là mình sẽ có một con 100TS này nhá để có thể xử lý được cái bo này các bạn ạ. Đó, đã hiểu rồi nhá. Bây giờ quay trở lại để đo để xem nó sống chết như nào khi đã biết chức năng chân rồi nhá. Con này như mình nói rồi là con IGBT mà cái bạn kia bạn ấy thay nó lổ phù một phát, thế là nó lổ luôn cả con tụ ở đây mà, và nó dập chết nó rồi. Tại sao nó đập chết thì đây nhá. Con 27 ohm này đã cháy nhá, đây này. 27 ohm này nha, 2700 này cháy rất đẹp luôn, không còn thông tí nào nữa. Nhưng con 27 ohm này thì ok này. Bởi bên này ok mà. Nhá. Tóm lại là khi nó có sự cố ấy, là cái điện áp cao 300V nó phóng vào đây này, nó nổ con này. Rồi nó đưa ngược vào, nó đập chết cái này rồi, chân chức năng rồi. Thì đập chết tại sao đó lo lại đập chết. Vừa nãy mình cố định mình tháo ra để mình sẽ hoàn toàn hai chức năng khác nhau giống nhau, mà bây giờ mình sẽ đo thử cái lội trở để chúng ta sẽ biết được là nó nhờ nhá. Mình sẽ đo như này này. Giữa chân này và mát nhá.
Đó đúng như này. Để chúng ta sẽ thấy là so sánh nó sẽ khác nhau nhé. Đo giữa chân này với mát. Thì cái mát ở đây đó là chân e. Chân e giống hệt nhau luôn. Thì mình lấy chân e một bên được nhé. Thì cái bên này này, đây này, mình đang đo vào cái chân này nhá. Chân Suza. Để thang đo nhân 100 đi. Chúng ta sẽ nhìn thấy nó lên cái số ở vị trí số 50 nhá. 50 kìa, 50 này. Nhưng con bên này nhá. Con này bây giờ đo ở đây thì không thể được rồi, bởi vì là nó đã đứt luôn điện trở mà, nên phải đo tại chân nó luôn. Thì chúng ta thấy đây nó lên tới 100. Mọi người nhá, lên ở 100 này chứ không phải lên ở 50 nhá. Đó. Chỉ phần cần phát đo thấy có sự sai khác này là mình đã biết là con IC driver đã lỗi. Để thang đo nhân 1 này. Thì nó lên ở 30 nhá. Đó, nó lên ở cái số 30 với rung rung ở chỗ đấy nhá. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy con này này, nó lên cao hơn rất là nhiều. Mọi người thấy chưa? Tóm lại là cái cụm này nó hoạt động bình thường, mình chỉ cần đo so sánh đúng một phát như thế thôi là mình biết là điện áp cao nó đưa và làm nó cháy cả con điện trở to này mà. Đưa vào nó làm phá vỡ cấu trúc bên trong con IC này rồi, nên con này đã chết nhá. Bây giờ sẽ bắt đầu mọi người đã hiểu rồi thì bây giờ bắt đầu mình sẽ nhấc con IC và nhấc cả con điện trở zin bản bên kia, mình sẽ lắp cụm này. Và quan trọng là bây giờ này, con IGBT này nữa này, không biết lắp con H40 này nó có hợp không này. Đo trong ký sinh nhá. Đây là đo GE con zin bản này. Cái dây dài dài đây, đây nó kẹp cả biến nhiệt nhá. Khi nó nóng lên là bắt đầu nó sẽ chạy quạt đấy. Mới bật nó không chạy quạt đâu. Nhôm nó thịt nó dày lắm các bạn ạ. Nó dày dã man luôn ấy. Chúng ta sẽ thấy nó là khoảng 2,1 nanofarad nhá. Nó tương đương với một con H30R hay sao, 1353 hay sao ấy. Thì đây này, mình đang có một con, mình đang đo thử cho chúng ta nhé. Có hai con, đó là 40RR22, 40RR2. Mình bảo mình mua, mình nhặt hai cái đại cái hai con ra thôi. Mình mua mình lắp giá máy, mình mua mình lắp cho lồi cơm IH chạy 200 của Toshiba. Thì chúng ta thấy này, nó là 1,92, nó như nhau như thế, nhưng mình cũng không dám lắp bởi vì mình, cái con này khai thác 6A được, nếu mà khai thác cao hơn không rõ là nó có lỗ không thì mình cũng không rõ, nên mình không dám lắp hai con này. Các bạn ạ, tra data set không có đâu nhá. 40RR22 không thấy data set của nó, chỉ có data set của 40RR21 rồi 40QR vân vân thôi. Và chỉ có 40RR21 là có mã chuẩn thôi, còn đâu những kia toàn web nào ấy. Thì đây này, mình đang có ý định mình sẽ lắp là con H40R H40PR5 nhá. Con này thì 40A 1350V y như con này luôn. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy này, tụ kích sinh của nó là 2,6 nhá, chứ không phải là 2,1. Nên mình đang nghi ngờ, mình đang nắp con này à. Mình nếu mà mua chính hãng ở Việt Nam ấy, của linh kiện chất lượng, thì con này nó còn đắt hơn gần gấp 2 con này cơ các bạn ạ. Rồi đây này, mình có một con IGBT nữa này, là H40R1353 nhá. Cũng 40A 1350V này. Thì con này tụ kích sinh nó là 2,8. 2,8 2,9. Như vậy là nó sẽ có một cái sự khác nhau nhé. Như đó mình cứ táng thử con 40PR5 này đi, xem có được không nhé. Nhưng quan trọng ấy là mình đã đo, đã biết được chết con này rồi. Bây giờ là dừng video để bắt đầu lắp hoàn thiện, test thử cho chúng ta. Những video mình chia sẻ cho mọi người là những video mình muốn đúc kết được những cái kinh nghiệm sửa chữa này. Và quan trọng là hiểu biết được mạch điện nó ra sao này. Đấy, hôm nay chúng ta xem, chúng ta sẽ biết được chức năng của con linh kiện. Đó chính là con này nhé, 100TF nhé. Và mạch điện nó đi như nào nhé các bạn nhé. Và chúng ta có thể là biết được chức năng ấy, thì chúng ta có thể like được một số những con IC nào đó thông dụng trên thị trường, xem nó có chạy không. Còn nó không chạy thì bắt buộc phải tìm zin. Còn tìm zin thì như mình không có thì sẽ phải bo xã, bo giã, hoặc lên nhóm sửa chữa bếp từ hỏi. Bởi vì các bạn có một số bạn ấy, là họ sẽ nhập cả bo này về họ bán này. Và có một số bạn có bo giã này, có IC này, hoặc là họ cũng nhập từ bên Trung Quốc là có bo con mới luôn các bạn ạ. Bây giờ giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc nhiều, ví dụ như họ hay mua bo mạch này, rồi là họ cũng liên hệ mua được cả chip linh kiện luôn mà các bạn nhé, kể cả con này nữa này các bạn ạ. Đấy, ok nhá, bắt đầu làm. Mình đã thay con này và lắp con này nhá, ba con. Và đây chúng ta sẽ nhìn này, đo sẽ so sánh nhá. Mát này thì đo giữa chân bi là đo được luôn chân G được, bởi vì là đã dẫn 27 ôm ra được rồi mà nhá. Chúng ta sẽ nhìn nhá, nó để ở hơn 5 kìa các bạn nhá.
Tiếp theo con bên này nó cũng thế nha mọi người nhá, về kể cả để thang đo này đo tại chân 1 như vừa nãy nhá. Đấy nó lên 50 như vừa nãy nhà bên này cũng là 50 này. Còn thấy không? Và cẩn thận nữa thì đo giữa chân G này và nguồn VC tại chân 1. Đây tại chân đây lấy chân 1 tại tận trên này luôn được. Thì con tụ trên này này. Nhá. Để xem nó có chập không mà. Đấy nó nạp rồi nó lên rồi nó gần 100 thì bên này. Cũng thế không khác gì nhá. Đó bây giờ thì táng IGBT rồi và quan trọng là IG con này thì zin rồi. Tất cả mọi thứ zin rồi, mỗi IGBT mình lắp con H40PR5 thôi nhá để xem nó như thế nào. Mình rất ghét cái kiểu chơi trò như này. Bữa cho nó căng tí nữa. Cho nó giữ căng được tí nữa ấy. Mình thấy cảm giác hơi bữa hơi lên rồi. Với này cái con zin của nó mỏng, con này thì nó dày các bạn ạ. Đây này, cái chỗ này nó bị phóng hồ quang này. Cạo nó đi, không thì nó lại dẫn điện. Tí nữa ok thì sẽ một lớp chống ẩm. Con này thì đưa vào như này, không biết bênh nên là có vừa được không? Chắc là được các bạn ạ. Cứ cho keo tản nhiệt thêm vào đi. Nó không có keo tản nhiệt đâu các bạn ạ, nhưng mà chúng ta cứ cho vào cho nó tản nhiệt cho tốt các bạn ạ. Ôi giời. Đóng nó xuống đi. Cũng chặt đấy chứ các bạn. Kìm to, búa to. Lửa lời. Cũng chặt phết đấy các bạn. Phải lửa rồi các bạn ạ. Nó muốn bật ra phải lửa hẳn hoi. Muốn nó thật chặt các bạn ạ. Cứng ghê, không bở được. Đây rồi. Đó. Được rồi. Thế các bạn ạ. Còn lựa nó vào đúng là được thôi. Không sao đâu các bạn ạ. Cái này không biết nó có dính ở đây không nhỉ? Chắc là không. Nên một cái không có tản nhiệt, à, không có lót cũng ok các bạn ạ. Ok đấy. Vậy nó bắt vào đây nó không bắt ra cái gì mà. Không bắt ra dính ra cái gì à. Tóm lại nó bỏ một cái lót tản nhiệt này cũng được. Đây đấy, đủ hàn là được các bạn ạ. À, bạn ấy tháo ra là bong hết cả mạch in luôn. Tháo rút hoặc tháo không có kinh nghiệm tháo đấy các bạn ạ. Chân xe hàn phải thật ngấu. Dòng chảy nó lớn mà. Đây là những cái mối hàn, đây là những cái là mình đã tháo này. Mình tháo là người đầu tiên tháo này. Nó không bong một cái gì luôn.
những cây co lốt này đã từng tháo ra và hàn lại này, sau lần sau tháo ra nó nhanh hơn các bạn nhé. Phải thiếc nó mềm hơn cũ ấy là của nhà sản xuất. Đó, ok. Bây giờ sẽ bắt đầu lắp lên và test thử xem nó có ngon lành không. Dây dợ cắm các kết nối các thứ. Mình vừa mới tháo, mình thấy nó bị bênh, mình tháo ra mình cho keo ở dưới này, chúng ta trắng trắng này này. Và có một cách nắp dễ hơn nhá, không phải đẩy như thế nhá. Đây là cái mẹo khi vừa tháo vừa kiểm tra thì chúng ta sẽ đẩy vào đây này, nó có cái ngạnh nó móc vào như này mà. Thì khi tháo ra mình hay uốn nó vào cho nó căng đấy, uốn nó vào một chút đấy, chúng ta để nó đây này. Không, chúng ta ấn thật mạnh vào nó sẽ vào được các bạn ạ. Ấn phải dùng cái lặng gì cơ. Đó, đấy, như vậy là lắp cho dễ nhá mọi người nhá, rất là chặt luôn. Tóm lại là khi tháo ra thì chúng ta có thể tháo, chúng ta rút xuống dưới được, hoặc là đẩy sang, hoặc bửa mạnh lên cho nó ra. Nhưng khi lắp ấy là chúng ta sẽ đè từ trên, chúng ta ấn phát là nó sẽ vào sập vào cái ngạnh trong này này. Đấy, đây cách lắp hôm nay nghĩ ra là cách lắp thế nhá. Đấy, ok, chặt hơn nhá. Để cho bạn nào không biết tháo này ra thì có một cái mẹo mình ngồi mình nhìn và mình nghĩ ra như vậy các bạn nhá. Thì bạn nào có cách tháo hay hơn thì có thể bình luận cho mọi người tham khảo nhé. Mình nắp trên chính cái bo mà mình bảo mình vào lấy IC driver các thứ nhá. Và mình test nó luôn mà. Với bạn này chỉ cái bo thôi, không gửi mâm. Thì đây nhá, mình sẽ ghi, mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo một chút nhá. Mình ghim điện này. Tất nhiên nó sẽ báo lỗi của bên không có mâm nhiệt các thứ đấy. Đấy là báo F2 của cái bên không có nhá. Mình đang lắp bên có thôi mà. Thì với dòng bo dùng bếp từ Copperside này thì khi mới ghim điện này thì bao giờ nó bị lock khóa các bạn ạ, chúng ta phải bật khóa lên thì nó mở. Mình cũng chả biết nút tắt ở đâu nữa, nút tắt ở đây à, ở đâu là nó chạy qua bên đấy. Thế con này không có nút tắt à các bạn, đây là hẹn giờ mà. Ừ, như vậy là con bo này không có nút tắt à, còn cười ghê nhỉ. Nó có hai bo mà cũng giống nhau. Ồ, như vậy là không có nút tắt các bạn ạ. Để mình nhìn lại nhá. Chắc là khi dừng là phải như thế, là đây là hẹn giờ thôi rồi. Đây là tăng giảm rồi các bạn ạ. Thôi cứ kệ đây đi. Bây giờ nhá, mình đang lấy mát ở đây để mình đo nhá. Thì một bên có sẽ có 300V rồi này. Đấy, đồng hồ. Đây nha, đây là 300V nhá. Chưa đóng dơ le thì chưa có ấy các bạn ạ. Dơ le chưa đóng phải on á. Thì on nó ở đâu? Chắc ở đây à? Chắc là on ở đây, đúng rồi. Đây là nút on. Đây là nút tắt các bạn nhá. Đây là on này. Còn đây là khóa phím thôi. Sau đó mở chạy phiên nào để ấn bên đấy. Thì chúng ta sẽ thấy là nó chưa đóng nha, dơ le nhá. Và mình bật đóng này. Đó, dơ le đóng tạch, mình có 300V nhá. Thì mình sẽ đo cho mọi người là cái nguồn VC tại chân số như mình bảo rồi, chân số 1 đấy. Đấy, 12V nha, mình tắt này. Mình tắt rồi đấy nhá, chờ một chút nha, nó ngắt rồi đấy. Đó, nó nhả dơ le. Tóm lại lệnh đóng dơ le và lệnh cấp nguồn cho khối driver này nó chung nhau. Thì hiện tại là nguồn đang chờ trên con chan to mình bảo này này này. Nằm trên con tụ này này, mình đo nhá. Nó rơi là 17V. Các bạn ạ, nó tới chân E rồi và nó chưa đổ sang chân C rồi đâu. Các bạn ạ, đấy, chân E nó có này. Đấy, nó sẽ lệnh mở dơ le với lệnh mở nguồn cho khối driver nó chung nhau. Và 17V nó đi qua cái mạch của nắp tuyến tính mình bảo ở đây này, nó sẽ ra 12V đấy nhá các bạn nhá. Đây này, mình sẽ ấn cho chúng ta tham khảo là ở đây đang không chưa có điện nhá. Sau đó mình ấn on này. Và phải ấn mở chạy, chạy thì dơ le mới đóng. Đó, chúng ta sẽ thấy là nó đã sụt áp mọi người ạ. Bởi vì ở chế độ chờ là nó sẽ con này mà quạt chạy thì nó sẽ có tải của 12V thì là cái nguồn này sẽ dâng đấy, chẳng qua quạt chưa chạy nên nó sẽ sụt áp như này thôi nhá. Nó đã báo U rồi và nó đi tới trực cực C của con này này, 14V đấy, và nó đổ từ C sang E này, đã thu 12V nhá. Còn cực B này, mình đang đo cực B của nó này, 12,7 như mình bảo rồi nhá, 12V đi xuôi qua con 4148 nữa nhá mọi người nhá. Như mình phân tích nhá mọi người nhá, như cái mạch mình thì mình hiểu nhá. Còn bây giờ sẽ lật nó lên để test thử xem nó có chạy không hay mình chạy nhá. Nó báo U, nó báo không có lồi rồi, cũng không nghe tiếng tạch tạch kia gì đâu.
Con này nó còn bị rơi hết cái phần giữ này rồi. Rồi bỏ hạp hẹp cái giữ này này các bạn ạ. Đó, để như thế nhá. Chắc là để được. Nhưng mà quạt gió bị bịt luôn xuống lòng bàn rồi, quạt gió. Thôi kệ thôi, đầu tiên thì cắm quả bóng hồng ngoại này nhá. Sửa này, muốn tạo những video chia sẻ cho mọi người tham khảo ấy, là mình phải chỉnh sửa đủ các kiểu để cho mọi người nhìn rõ được này. Rồi là làm sao nó nhìn rõ nhất và hiểu sâu sắc nhất này. Ghim điện nhá. Nhưng quả bóng này là hồng ngoại thôi. Mình ghim qua bóng 200W thì bóng nó sáng trắng, bởi vì nó có hai con tụ 5mm song song là thành 10mm tụ bù. Thì con này không ngon ở đâu nhá. Bắt được buộc là khi ghim điện là phải mở khóa. Và cái cảm ứng này cảm ứng thu phát nhá. Cảm ứng này này, một con phát sóng lên, một con thu phát hồng ngoại lên, một con phát thu ấy, thì mình đặt tay ở đâu vào thì là nó sẽ nhận diện được. Mình đặt tờ giấy vào cũng được. Các bạn ạ. Đây là tờ giấy nó cũng thu phát được nhá. Đây, con này chấp ẩm thấp, đây là tờ giấy này. Đó, mở được ok nhá. Ba đi. Rồi mình đặt nồi lên, chúng ta sẽ nhìn bóng đèn nhá. Đó, đã có bắt dòng này, ăn này này. Chưa phát xung. Đó, ấy hồng nhá. Bây giờ cắm trực tiếp thử xem nó có lỗ. Nó chả lỗ đâu mà, nó nhảy con dơ le nhiệt của mình 10A ở đây thôi mà. Nó còn có con dơ le ở đây. Và cái quạt của nó không chạy đâu nhá. Cái quạt khi nào mà cái con cảm biến nhiệt đây này, cái con cảm biến nó nhiên đây, bắt ở đây này, bao giờ nó đạt được nhiệt độ thì nó mới chạy nhá mọi người nhá. Cái F2 này của cái vùng mình đang không lắp hoàn thiện nên kệ nó nhá. On đây này, giờ le chưa đóng nhá, đã chạy, đã bắt rồi. Đấy, bây giờ bắt đầu phát độ rộng xung nhá. Đầu tiên nó phát độ rộng xung đầu tiên là một phát là nó chỉ lên đến 4,5 nhá. Mức 4 này. Nó vẫn 4,5 thôi nhưng nó lâu hơn. Chúng ta sẽ thấy nó lâu hơn nhá. Đó, nó dừng này. Tất nhiên là mức 3, mức 1 thì nó sẽ ngắt ngắn hơn. Đây, chúng ta thử này. Đó, chúng ta thấy nó nghỉ nhanh không? Nên nó chạy nhấp nhả nhá. Nó chạy nhấp nhả đấy, chứ nó không chạy liên tục lưu diêu đâu, liên tục đâu. Thì mức 5 thì nó sẽ chạy lâu hơn nữa. Chúng ta thấy nó lâu hơn nhá, nghỉ ít hơn, chạy nhấp nhả nhá. Và mức 6 thế nào? Mức 6 thì chúng ta sẽ thấy là nó thời gian phát xung nó lâu hơn nhá. Nó nhưng vẫn cái độ rộng xung chỉ là ăn ở 4,4A thôi nhá. Bây giờ mức 5, 7 thế nào? Mức 7 thì đã thay đổi độ rộng xung rồi, lên mức lên 5 phải mấy A rồi. Mức 8 nhá. Thì nó có lỗ không? Mức 8 này mức 7 nó như nhau à? À không. Như vậy là 1 này, 2 độ rộng xung rồi. Đây là 3 độ rộng xung này. 9 à. Put này. Mạnh nhất đấy các bạn ạ. Con này nó tự nhận diện nồi rồi các bạn ạ. Con này là do đánh lồi nó bé, nó không do nó cái xung phản hồi nó về đấy, nên nó do đó mà mức poster nó cũng không đạt đến 10A mọi người nhá. Đây này, mình sẽ dừng cho mọi người tham khảo. Tức là cái đáy lồi này của mình này, để xem nó có nóng không đã. Cái đáy lồi của mình nó bé hơn so với cái mâm từ, do đó mà nó xung phản hồi về nó phát hiện ra, nên dẫn tới là nó nhận nồi ở cái mức chạy công suất không cao nữa các bạn ạ. Chứ nếu mà đáy nồi của chúng ta to ấy, ôi giời, cũng chả nóng gì cả, gọi là có nhiệt thôi, quạt chưa chạy cơ mà các bạn nhé. Tóm lại là khi chúng ta đặt cái mâm từ bé, nói bé thì nó sẽ nhận diện được cái từ trường nó khác nhau so với mâm từ to, do đó mà cái xung phản cái tín hiệu từ chân C nó đưa về nó khác, do đó mà nó sẽ nhận diện là thằng kia nó cho đáy lồi bé, do đó mà không phát công suất ăn đến 10A đâu. Con này đầu tiên nó phải nhận, nó mình đã từng sửa rồi, nó phải ăn đến 10A luôn đấy các bạn ạ. Đấy nhá, test lại một lần nữa nhá, chả test được gì nhiều, nó bịt hết cả gió này. Với lại kể cả để như này thì nó cũng không chuẩn xác về khoảng cách mâm từ thì nó cũng không chạy chuẩn đâu các bạn ạ. Nhưng mà sửa như thế này là mình chia sẻ cho mọi người sẽ trải nghiệm thôi.
và xem nó bền, xem phản hồi của khách như thế nào. Sửa thì chúng ta phải bảo hành chứ không phải là sửa chạy cái là lấy tiền của người ta đâu. Đôi khi sửa xong ấy mà bị lỗi ấy, là phải làm lại cho người ta, mất công nhiều hơn mà không lấy được đồng tiền thế nào. Rồi như sửa tivi ấy mà hỏng nặng hơn mình không sửa được, mình còn phải trả tiền lại người ta cơ, dù mất linh kiện mất công nhưng phải trả tiền lại cơ. Đấy, sửa chữa nó thế đấy các bạn, chứ không cướp của khách đâu. Mức 5 trở xuống thì là vẫn là khoảng 4,5A nhá. Mức 6 cũng thế, nên mức 7 bắt đầu là lên được hơn 5 này. Mức 7 này, đấy. Thế là hai độ rộng xung rồi. 8 này. 3 độ rộng xung rồi. 9 này. 4 độ rộng xung rồi. 10 này. Nó chỉ lên được đến 8A này các bạn ạ. Hết cỡ rồi. Do đánh nồi nó bé quá mà mọi người nhá. Như này thì với có 7A như này thì 8A như này thì cái con 40A này chịu tốt các bạn ạ. Cho nó sủi tí nhá. Xem quạt nó có chạy không? Quạt chạy là mình tắt đấy, bởi vì là nó bịt quạt nó mất rồi. Bị hết quạt gió như kia. Miếng nhôm nó to đóng lâu rồi các bạn. Với lại mình cũng không cần thử cái quạt cơ, bởi vì bản thân cái bếp này là họ đã dùng bên bếp này lâu cực kỳ cả năm rồi mọi người nhá, nên mình cũng không cần kiểm tra cái đấy các bạn ạ. Thôi video sẽ kết thúc để mình còn làm sửa cái máy hàn đang khách đang dùng quá rồi các bạn. Qua video này thì chúng ta lại tham khảo à đấy, quạt chạy rồi. Quạt chạy vù vù rồi các bạn ạ. Mình đang cần test quạt chạy mà, mình phải rút ra ngay để xem nhiệt độ nó như thế nào. Gọi là có nhiệt thôi, nhưng mà đủ nhiệt độ cứ ngưỡng đưa về để quạt chạy nhá mọi người nhá. Qua video thì chúng ta tham khảo được một cách sửa của một bếp từ nó chết công suất, cụ thể là trên cái bếp từ copside. Và cái khó khăn nhất ở đây ấy, đó chính là con IC này. Khi mà chúng ta chết ấy, thì chúng ta sẽ không có thay các bạn nhá, chúng ta mua rất là khó. Và mình đã cho mọi người cái hướng để nhận diện được cái chức năng chân của nó, để chúng ta có thể thay được con nào nó tương đương vào. Nhưng mình lại đính chính lại nhá, bạn nào thay được nó chạy ấy, thì bình luận cho mọi người tham khảo nhá. Khi chạy rồi, khi thay ấy, thì chúng ta sẽ không cần quan tâm cái chân số A này nữa nhá, chân bảo vệ đế áp thấp này nữa, con này nó có chân đấy thôi. Mình gọi là thế thôi, còn đâu thực tế như nào thì mình cũng không rõ, phải có data set để tra thì nó mới biết được nó đúng hay không các bạn nhá. Con này thì mình sẽ lấy cái bo mạch của cái chính trên cái bếp này. Mình test thử trên cái bo này luôn để xem cái phần mềm trên con MSU này này nó nhận diện được cái bo kiểu như này không, để mình sẽ tìm con IC này. Mình thay cho cái bo này, con bo này chết IC mà, bo F5 mà các bạn nhá. Thôi còn video này thì kết thúc nhá. Chào các bạn. Bạn này còn một bo nữa, còn một bộ nữa. Bộ này chết nặng hơn, cũng chết công suất, cũng nổ tụ lỗ kinh khủng như này, nhưng mà mình sẽ làm vì dịp khác các bạn ạ. Chúng ta sẽ nhìn này này. Một bộ cỡ nữa, bạn ấy gửi hai bộ của anh Sùng và anh Hùng. Thì bộ của anh Hùng là cách đây một năm rồi, bây giờ mới làm. Rồi chào các bạn nhé, chúc mọi người làm thành công. Test nó trên con vì điều khiển này xem nó có ok không để còn biết. Tất cả phần cứng nó đều giống, mỗi cái phần mềm trong cái bo vỉ, bo hai bếp thì một bếp khác nhau này. Để chỗ nào được bây giờ. Đó, ok, test thử phát. Tiện bếp này, test bếp kia. Mình đang nói chuyện một mình tự kỷ đấy các bạn ạ. Video kết thúc rồi nhá, mọi người đừng xem chỗ này đoạn này nhá. Đây là cái bếp Loka, một bên hồng ngoại, một bên từ. Dính gì được không? Không. Đấy, nó có báo lỗi không? Còn việc cắm phát là báo F5. Này không báo rồi. Đấy, vẫn F5 nhá. Như thế là phải trả bếp này rồi, không kiếm được con MSU. Con MSU này này. Đây đang tính kiếm bếp MSU mà nó có nhận diện hai bếp này thì kiếm dễ, như một bếp này thì quá khó.
Tóm lại là do hiện tại cái bo này này là nó để view cái đoạn này mọi người cũng có thể tham khảo nhé. Là cái bo này nó đang nhận trên cái chip này, phần mềm nó đang đồng bộ với con này. Do đó mà cái phần mềm trong con chip này này ở phía dưới ấy, nó đang đồng bộ với cái con này. Nên do đó bây giờ mình có cả lấy con IC, kiếm được con IC đấy mình lắp sang bo này cũng chả làm gì được. Bởi vì là cái phần mềm trong con này nó đang đồng bộ với con này thôi, chứ nó không đồng bộ với con này. Do đó cứ ép làm đẹp. Thôi không làm gì được cái bếp này rồi, phải trả khách. Khổ khách hàng đấy, anh Copperside. Không như anh Electrolux 4 vùng 12 vùng vẫn thay được cho nhau hết.